Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam nên các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và mới đây thôi chúng ta là kết thúc tháng 7 các bạn bước qua tháng 8 Thường còn nhớ giống như là ngày hôm qua để chúng ta vừa nói Happy New Year Và đang nghĩ đến năm nay sẽ ra sao Bây giờ chúng ta đã thấy được là chúng ta gần kết thúc hơn là bắt đầu Và hôm nay chúng ta cũng đã có cuộc họp của Fed các bạn đi qua tới lãi suất Và cuộc họp ngày hôm nay đó thật ra nó y như là mong đợi luôn các bạn Như chúng ta đã nói tới các bạn thấy được là Fed thì có giọng điệu bầu câu đã ra dấu hiệu và đã bắt đầu mở đường để có thể giảm lãi suất vào tháng 9 các bạn. Đương nhiên không có chắc chắn 100% tại vì từ đây đến tháng 9 chúng ta còn tháng 8 nữa và cũng còn vài cái dữ liệu liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát cũng giống như là phần trăm thất nghiệp. Cho nên lúc nào cũng vậy Fed sẽ chưa đường lui các bạn và Fed là một cái đơn vị phản ứng, họ không phải là một cái đơn vị chủ động cho nên họ sẽ không có bao giờ đưa ra những cái ước tính hay là đưa ra những cái dự đoán cho tương lai mà họ chỉ phản ứng đối với là những cái dữ liệu họ đang có trong tay mà thôi cho nên khi mà chủ tịch John Powell phát biểu đó thì ông không thể nào mà nói một cách chắc chắn được cho nên khi mà chúng ta nghe những cái lời chia sẻ đến từ chủ tịch John Powell đó thì chúng ta cần phải nghe rõ những gì ông nói và nhìn vào những dấu hiệu mà ông đưa ra và hôm nay rõ ràng đối thuận đó thì ông đã đưa ra dấu hiệu là Fed đã có sự chuẩn bị để giảm lãi suất vào tháng 9 nếu như mà không có gì thay đổi và hôm nay đó thì tôi nghĩ là không có ai bất ngờ khi mà Fed quyết định sẽ giữ nguyên lãi suất. Thường nghĩ là không có mấy người nghĩ là Fed giảm lãi suất trong tháng này rồi các bạn. Đương nhiên cũng sẽ có người nghĩ như vậy. Nhưng mà phần lớn đó chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi. Nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Cho nên kết quả này là kết quả tốt nhất mà chúng ta đã từng nghĩ đến rồi. Và Thuận sẽ chia sẻ một số chi tiết với các bạn. Hôm nay đó thì cũng có một cái buổi họp báo. Nó cũng khá là dài. thường cũng đã trích ra vài phần mà thường cảm thấy là quan trọng để mà chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn về những gì đã được đề cập đến bởi chủ tịch John Powell. Chúng ta sẽ nói tới phản thị trường ra sao. Nhưng mà trước hết thì các bạn thấy được là chúng ta có văn bản hợp sơ bộ của fed sau khi họp rồi đó thì chúng ta phải chờ tới 3 tuần thì mới có văn bản chính thức nhưng mà cái văn bản hợp sơ bộ đó thì cũng đã thay đổi có dòng điệu bầu câu hơn các bạn khi các bạn nhìn vào văn bản này đó, thì các bạn thấy được là cái chữ màu đen là nó giống như cái cuộc họp của đợt trước đó. Nhưng cái từ màu đỏ đó bị gạch có nghĩa là bỏ đi và cái từ màu đỏ mà có gạch bên dưới đó là những cái từ mới được thêm vào. Có thể là các bạn nhìn thấy là cũng không thay đổi nhiều nhưng mà những cái từ được thay đổi đó đối thuận là một cái dấu hiệu rất là tốt. Giống như là chúng ta nói tới là cái số lượng việc làm mới. Thì trước đây đó họ dùng cái từ là ở mức rất mạnh nhưng mà đợt này đó họ chuyển thành vừa phải nghĩa là cái số lượng việc làm mới ở mức vừa phải mà thôi Lạm phát đó trước đây họ nói là cao Bây giờ họ dùng cái từ là hơi cao Các bạn nhìn thấy được là về thất nghiệp đó Thì chúng ta thấy trước đây họ để là thất nghiệp tiếp tục thấp Nhưng mà bây giờ đó họ chỉnh sửa là thất nghiệp tăng nhưng mà vẫn thấp Và một điều nữa là họ nói lạm phát đã đang cho thấy có sự tiến bộ trên con đường về 2% thay vì trước đây họ nói là tiến triển khiêm tốn những cái từ ngữ thay đổi nhỏ nhỏ này là một dấu hiệu cho thấy là Fed muốn mở đường để có thể giảm lãi suất khi mà họ có những cái thông tin trong tháng 8 tháng 9 này và các bạn nhìn thấy được là sau khi mà có cái cuộc họp đó thì ngày hôm nay suy nghĩ ban đầu của thuận là rất tích cực giọng điệu bồ câu như mong đợi điểm nhấn của cuộc họp này đó là đã có quan chức của Fed nghĩ là nên giảm lãi suất nhưng mà bỏ phiếu đó thì phần đông nghĩ là nên chờ thêm thông tin và các bạn thấy được là phần lớn bây giờ về tháng 9 miễn là, là lạm phát tiếp tục giảm như là 3 tháng qua và Fed đã tự tin hơn nhưng mà vẫn cần thêm dữ liệu. Và các bạn thấy lại có một số những cái câu hỏi đến từ những phóng viên cho chúng ta có thêm một góc nhìn về những gì mà Chủ tịch John Powell đang suy nghĩ. Chứ mình chúng ta nói tới là câu hỏi này đi thì một phóng viên hỏi là nếu như mọi thứ như mong đợi thì có phải kỳ vọng của ông là cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay là không? Câu hỏi tỷ đô các bạn. Thì Chủ tịch John Powell các bạn đã biết là ông rất là giỏi Trả lời vòng vòng Và ông nói là ông sẽ cho hai ví dụ Nếu như lạm phát tiếp tục giảm và nền kinh tế vẫn như thế này Thì khả năng là sẽ cắt giảm lãi suất Thứ hai, nếu như lạm phát vẫn cao đó Thì có thể là sẽ không cắt giảm tùy theo tình hình Lúc nào ông cũng phải chưa đường lui cho mình các bạn Nếu như mà tháng 9 và tháng 8 đó, Hai tháng đó lỡ như mà phần trăm lạm phát đột Một tăng mạnh đó, Thì đương nhiên ông không thể nào mà giảm lãi suất được Nhưng mà các bạn thấy được là cái sự thay đổi rất là lớn So với lại những cái câu trả lời trước đây những lần trước đây thì ông nói là tới đó tính tôi không có nói trước được bây giờ ít ra ông cũng cho những cái ví dụ thì đây cũng là một dấu hiệu cho thị trường biết là ok miễn là mọi thứ tiến triển như là ba tháng qua thì khả năng là tháng 9 sẽ có giảm lãi suất đó là khả năng cao dựa theo những gì mà fed chia sẻ hiện bây giờ cái đó là liên quan tháng 9 thì một cái phóng viên khác hỏi là con đường tiếp theo sẽ như thế nào? có phải vẫn kỳ vọng là có ba đợt giảm lãi suất đó là lộ trình chúng ta đang hướng tới hay chỉ một đợt giảm lãi suất mà thôi thì chủ tịch john Powell đó nói là chúng tôi không có lộ trình cụ thể để mà chia sẻ hoàn toàn có thể có nhiều đợt các giảm lãi suất trong năm nay hoặc là không có đợt các giảm lãi suất nào tùy theo các chỉ số trong tương lai khi mà các bạn Nghe như vậy đây các bạn có thể cảm thấy là trả lời cũng như không Nhưng mà thật ra đây là một cái sự thay đổi rồi các bạn Trước đây thì chưa được chọn Paul sẽ không thèm trả lời luôn những câu hỏi như thế này Ông nói là chúng tôi sẽ ra quyết định theo từng mỗi cuộc họp, theo từng cái dữ liệu Chứ không có nói trước được ít ra ra các bạn nhìn thấy được là ông không hề phủ nhận là có khả năng cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay, điều đó hoàn toàn có thể và đây cũng là một cái điều rất là tốt các bạn. Chúng ta cũng nên nhớ cuộc họp trước đó đó thì cái ước tính của Fed là cắt giảm lãi suất một lần mà thôi, dựa theo cái dot plot các bạn, nghĩa là cái cách bỏ phiếu của họ. Thì bây giờ ít ra đó chủ tịch Powell cũng không phủ nhận là có khả năng sẽ cắt giảm hơn một lần. Nếu như mọi thứ như mong đợi, đó cũng là một điều rất là tốt rồi. Kế đó đó thì có thêm một câu hỏi nữa là ông đã từng nói là giảm lãi suất một lần cũng không có ý nghĩa gì cho nên đừng cứ hỏi khi nào mới giảm lãi suất lần đầu tiên. Đây cũng là một trong những cách trả lời mà ông đã nói trước đây. Tại vì trước đây đó, cách đây khoảng chừng là hai ba cuộc họp thì rất nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi là khi nào mới giảm lãi suất lần đầu tiên thì ông lại cảm thấy là không được vui các bạn và ông lại nói là cho dù có giảm lãi suất một lần cũng không có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế quan trọng đó là cái xu hướng giảm lãi suất hay là cái xu hướng tăng lãi suất chứ không phải là giảm một lần hay là tăng một lần sẽ có ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cho nên đừng cứ hỏi khi nào mới giảm lãi suất lần đầu tiên bây giờ đó thì chủ tịch chọn phải cởi mở hơn với khả năng là sẽ có được giảm lãi suất vào tháng 9 thì có phải sẽ có nhiều đợt giảm lãi suất hay là không tại vì cũng như ông nói trước đây giảm một lần cũng không hề hứng gì thì đương nhiên khi ông nói tới giảm lãi suất là đang nói tới xu hướng giảm lãi suất các bạn thấy được là chủ tịch Fed thì trả lời dòng do tóm lại đó là ông không trả lời rõ ràng về phần này nhưng mà ông chỉ nói có thể nghĩ như thế này ông tin là lãi suất trong tương lai sẽ thấp hơn hiện bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến cái uh, tiến triển của lạm phát thì các bạn đã nhớ là 3 tháng đầu năm nay đó thì uh, phần trăm lạm phát tự nhiên lại tăng trở lại 3 tháng gần đây đã đã giảm tiếp lúc mà chúng ta thấy là phần trăm lạm phát tăng trở lại 3 tháng liên tục đó thì nó đã đi lệch cái tiến độ thì bây giờ đó 3 tháng gần đây lạm phát lại giảm trở về thì có phải lạm phát đã trở về tiến độ như là Fed kỳ vọng hay là không thì chủ tịch John Powell nói là tôi có thể nói là cái kết quả hiện bây giờ đó còn tốt hơn chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là họ đã rất tự tin về tiến độ của phần trăm lạm phát rồi các bạn mọi thứ đó đang di chuyển theo mong đợi nhưng đó chỉ là dữ liệu của 3 tháng gần đây có thể bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố mùa trong cái nền kinh tế thì các bạn thấy được trong kinh tế có những cái mùa giống như chúng ta nói tới là cái mùa lễ giáng sinh á, thì thu nhập sẽ cao cho những cái công ty mà bán hàng à, mùa hè đó thì các bạn thấy được là du lịch sẽ tăng cao cho nên khi chúng ta nhìn thấy được những cái chỉ số lạm phát đó thì cũng tùy theo mùa cho nên cần phải nhìn vào cái chỉ số dài hạn hơn giống như dữ liệu trong vòng 12 tháng thì mới có thể có cái nhìn tổng quát được nhưng mà các bạn đang thấy đó ông rất là hài lòng với tiến độ lạm phát hiện bây giờ có một câu hỏi liên quan tới là trong cuộc họp ngày hôm nay có phải là phần lớn các quan chức đã có lòng tin hơn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay là không? Có nghĩa là câu hỏi này đó là nói là ngoại trừ là ông hai lòng ra thì những quan chức khác như thế nào? Tại vì khi mà ra quyết định thì tất cả sẽ bỏ phiếu. Các bạn thấy được là ông lại chia sẻ là ngay ngày hôm nay đó cũng đã có một số người nghĩ rằng nên cắt giảm lãi suất ngay bây giờ, nhưng mà phần lớn nó nghĩ là nên chờ thêm thông tin cho nên chúng tôi mới giữ nguyên lãi suất. Các bạn thấy được là ngay bây giờ đã có một số quan chức đó họ kêu gọi là nên cắt giảm lãi suất rồi và ông nghĩ là cuộc họp kế tiếp đó mọi người sẽ có thêm tự tin hơn về các chạm lãi suất. Bây giờ đó thì phần lớn đã tự tin nhưng mà cần thêm thông tin. Còn hai câu hỏi nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn Rồi chúng ta sẽ nói tiếp về cái phản ứng của thị trường Tại vì đã Thu muốn chia sẻ một số những câu hỏi nơi bật này Để các bạn có thể thấy được là cái cách cho John trả lời như thế nào Cho các bạn thấy được là cái suy nghĩ của ông về tháng 9 ra sao Ông sẽ không bao giờ nói là tôi nghĩ khả năng cao là sẽ giảm lãi suất đâu Ông sẽ nói dòng do các bạn Nhưng mà thông qua những câu nói này để chúng ta có thể ghép nói lại Ý của ông muốn nói là gì Thì các bạn thấy là câu hỏi kế tiếp đó, là ông luôn nói là quyết định của Fed không liên quan đến chính trị nhưng mà cụ tổng thống Donald Trump nói nếu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 thì đây sẽ là một quyết định liên quan đến bầu cử ông có ý kiến gì về cái quan điểm này của cựu tổng thống Donald Trump? Các bạn đã nhớ là cựu tổng thống Trump thì nói là ông không nên chấp nhận lãi xuất trước khi mà có cuộc bầu cử diễn ra, tại vì đó là một cái hành động liên quan tới bầu cử. Nhưng mà chưa được Trump nói là trước hết đó, chúng tôi chưa có quyết định gì về tháng 9 Khi có dữ liệu mới đó thì chúng tôi mới tính tiếp. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc sử dụng những công cụ mà chúng tôi có để đưa ra quyết định phù hợp dựa trên các chỉ số. Cách chúng tôi đưa ra quyết định từ xưa đến giờ đó thì không có thay đổi và từ khi tôi Tôi làm việc cho Fed, đây đã là cái đợt bầu cử thứ tư mà tôi đã chứng kiến Và tôi có thể nói rằng Fed chưa bao giờ quan tâm đến các sự kiện chính trị Thì đó là cái câu chia sẻ của ông mà thôi các bạn Chứ còn nghĩ sao đó thì tùy theo mọi người và cái câu hỏi cuối cùng nữa thì không liên quan đến lãi suất các bạn mà liên quan đến tiền kỹ thuật số quốc gia cbdc thì câu hỏi là bây giờ đã có fed nào rồi fed nào là cái hệ thống mà chuyển tiền nhanh từ fed đã có một năm trước rồi các bạn thì bây giờ đã có cập nhật gì thêm về sử dụng cbdc hay là không thì chúng tôi john Paul nói là chúng tôi không bàn nhiều về cbdc và chúng tôi cũng không có quyền phát hành cbdc điều đó phải được thông qua từ quốc hội và ngay bây giờ đã không có quan chức nào của fed nghĩ đến việc là nên ưu tiên có cbdc bdc hết Cho nên đây không phải là một cái vấn đề mà Fed quan tâm đến luôn các bạn Hiện giờ họ chỉ quan tâm đến khi nào giảm lãi suất mà thôi Đó chính là cái sự chia sẻ của Chủ tịch John Powell ngày hôm nay Thì các bạn thấy được là thông qua những gì Thuận chia sẻ Các bạn cũng có thể thấy được là có rất là nhiều dấu hiệu Là đang hướng về cắt giảm lãi suất tháng 9 Đương nhiên không mà chắc chắn 100% Chúng ta cần phải chờ thêm cái dữ liệu liên quan tới lạm phát của tháng 8 rồi tháng 9 và phần trăm thất nghiệp như thế nào. Có thể nói cuộc họp này đó y như là mong đợi của thị trường và chúng ta có thể nhìn thấy là vào tháng 9 á, thì ngay bây giờ 100% là nghiêng về là Fed sẽ giảm lãi suất các bạn ở đây cũng không thay đổi so với ngày hôm qua nhưng mà 89% bây giờ nghiêng về là Fed giảm lãi suất là 0.25%, có 11% nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất lên tới 0.5 nữa các bạn vào tháng 9 và tháng 11 đó lại sẽ có thêm một đợt giảm lãi suất nữa và tháng 12 lại sẽ có thêm một đợt giảm lãi suất nữa. Nói chung đó thì cái này nó không thay đổi so với lại trước khi của cuộc họp chỉ là các phần trăm nó đã tăng lên mà thôi các bạn Nhưng mà thị trường phải như thế nào? Nếu như chúng ta nói về thị trường chứng khoán thì rất là tốt các bạn Tại vì hôm nay cuộc họp nó như mong đợi Chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq nó đã tăng 2.64% Chỉ số S&P 500 nó tăng 158% 58 Và Dow Jones tăng 0.24% Pre-market thì bây giờ đã rộng tương lai Thì các bạn nhìn thấy được là Nasdaq Futures tiếp tục tăng 0.89%, chúng ta có S&P Futures tăng 0.5% và Dow Futures sẽ tăng 0.16%, có nghĩa là thị trường phấn rất là tích cực. Đối với những gì mà cho thị trường Pau chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy được là vàng nó cũng có sự tăng trưởng ngày hôm nay, bây giờ đã tới mức là 2.491 đô rồi các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là dầu đó hôm nay thì cũng tăng một chút, nhưng mà vẫn dưới 80 đô la, chúng ta muốn thấy mức dầu dưới 80 đô la các bạn. Thì hôm nay theo thông biết là có cái thông tin liên quan đến người đứng đầu của Hamas đã bị uh tiêu diệt các bạn Cho nên chúng ta mới thấy được là có cái sự di chuyển của dầu tăng lên Nhưng mà vẫn dưới 80 đô hiện tại Nhưng mà ngược lại đó thì các bạn thấy được là có một thị trường đỏ ngày hôm nay Đó chính là crypto các bạn Chúng ta nhìn thấy được là giá của Bitcoin đó hôm nay đã giảm 2% Thì 2% không phải là nhiều Nhưng mà hôm nay đó có phải là có tin tức gì xấu liên quan tới Bitcoin hay là không Tại vì chúng ta nhìn thấy được là tin tức từ Fed là lớn nhất ngày hôm nay và nói rất là tốt Thì hôm nay nó cũng không có tin tức gì xấu liên quan đến Bitcoin đâu các bạn Chỉ là trước khi mà có cái công bố từ Fed tới chúng ta nhìn thấy được giá của BDC đã tăng lên tới cái mức là gần 60.000 đô rồi khi mà Fed đưa ra công bố lãi suất đó rồi bắt đầu là có cuộc họp báo thì giảm xuống tới mức thấp đó là 64.500 đô và bây giờ cũng ở à, mức đó các bạn 64.655 đô hiện bây giờ cái này là điều chúng ta cũng đã từng thấy một vài lần trước đây các bạn chúng ta có thông tin tốt từ Fed nhưng mà Bitcoin vẫn phản ứng tiêu cực cho dù không có tin tức gì xấu đi ngoài đây Bitcoin các bạn rồi sau đó đó thị trường nó mới đi cùng nhịp với lại những cái tài sản khác và hôm nay cũng có thể là như vậy ngày mai chúng ta mới biết được như đời thường đã chia sẻ với các bạn, những cái ngày mà chúng ta có phép có mua lãi suất thì thường sẽ có nhiều cái sự dao động tăng và giảm nhiều thi là trong thời gian chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Và những phần ứng ban đầu đó thì không có đáng tin cậy được các bạn. Thường chúng ta phải chờ đợi 24 giờ. Giờ này ngày mai đây chúng ta mới thật sự biết được là thị trường nghĩ gì và những gì mà chủ tịch chọn Powell chia sẻ. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái ngọn nến của tháng 7 đó cũng đã đóng lại rồi khi mà các bạn zoom ra đó thì chúng ta nhìn thấy được là tới cuối cùng thì cái ngày cuối cùng của tháng 7 đã đóng lại ở cái mức là đâu đó khoảng 64.600 đô. Cho dù là các bạn cảm thấy là tháng này đã tệ quá, có nhiều tin tức xấu nhưng mà thật ra đó chúng ta cũng đã có cái sự chuẩn bị tâm lý cho cái mùa hè này đã sẽ có nhiều cái sự dao động các bạn liên quan tới Mao Gót, liên quan tới chính phủ Hoa Kỳ, liên quan đến chính phủ Đức như chúng ta đã nói tới trước đây. Nhưng mà các bạn có thể thấy được là cho dù các bạn có cái cảm giác như vậy nhưng mà sự thật như thế nào? Sự thật đó là trong tháng 7 này Bitcoin đã kết thúc tăng 3.14%. Khi mà chúng ta nhìn xa ra các bạn mới thực sự thấy được tình hình thực sự như thế nào Chúng ta nhìn thấy được là tháng 3 đó thì Bitcoin tăng 16.81% Tháng 4 đó chúng ta có cái sự giảm là 14.76%, tháng 5 nó tăng ngược trở lại là 11.07%, tháng 6 đó thì giảm 6.96% và tháng 7 này chúng ta kết thúc là tăng 3.14%, cho dù như bạn cảm thấy tháng 7 này rất là tệ thì có thể là đúng đối với là Ocon các bạn nhưng mà đối với Bitcoin đó thì tháng 7 này vẫn là một tháng xanh, tuy là không có xanh lắm nhưng mà đối với những chúng ta đã chuẩn bị tâm lý đó là tháng 7 có thể rất là đỏ thì cái này cũng là một cái kết quả mà coi như rất là tốt rồi các bạn giá bitcoin đó bây giờ vẫn là 64 65 000 đô chúng ta vẫn đang nằm ở cái dùng mà có giá cao lịch sử của bitcoin này các bạn cái đỉnh đó chỉ là 73 000 đô mà thôi bây giờ chúng ta cũng không phải là cách xa cái mức đầu lắm đâu nhưng mà đó là về bitcoin các bạn về premium đó thì à tháng 7 này là một tháng đỏ cho Ether, giảm 622% sau khi là tháng 6 đã giảm 868% rồi. Và chúng ta nói về all coins ở chung đó thì các bạn nhìn thấy được là ngày hôm nay thì vốn hóa đã giảm cũng giống như việc coi các bạn. Tổng số vốn hóa giảm là 1.8% cho thị trường, vẫn hơn 24 nghìn tỷ nhưng mà về all coins thì hôm nay vẫn là một ngày mà phần lớn là màu đỏ. Nếu chúng ta nhìn vào 30 ngày qua đó thì thật ra all coins thì cũng 50 50 các bạn không nói nổi nào thường tưởng đâu là phần lớn altcoin sẽ màu đỏ 30 ngày qua nhưng mà chúng ta vẫn có những đồng như là Solana vẫn tăng 17% trong giờ một tháng qua AV vẫn tăng là 9.5% chúng ta có Casper XRP tăng rất nhiều các bạn XRP tăng gần 30% trong giờ một tháng qua Nói chung đó thì chúng ta cũng đã chuẩn bị tâm lý cho một cái mùa hè rực đỏ các bạn thì kết quả tháng 7 không tệ. Về tin tức thì chúng ta tiếp tục có những cái động thái đến từ cái ví của sàn Malgox các bạn nhìn thấy được là họ tiếp tục di chuyển trong vòng một ngày qua đó họ di chuyển là 3 tỷ 1 BTC rồi các bạn thấy được là họ đầy nạp cho vào 2 tỷ 25 rồi di chuyển cho ra 2 tỷ 25 nói chung đó thì các bạn nhìn thấy là thị trường hầu như cũng không có còn quan tâm nhiều đến thông tin liên quan tới Malgox cái số lượng Bitcoin trả dạ, cho những nạn nhân đó thì đương nhiên sẽ có người bán, có người không bán chứ không phải là ai cũng bán đâu các bạn. Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới quý 2 của Tether thì họ đã công bố báo cáo kiểm toán cho quý 2 năm 2024 thì họ nói là nửa đầu năm 2024 họ đã có cái lợi nhuận kỷ lục là 5 tỷ 2 các bạn và nếu tính tới lợi nhuận mà trừ chi phí đó là 1 tỷ 3 đây là lý do họ tại sao mà nhiều công ty họ muốn phát hành stablecoin các bạn khi mà một stablecoin được nhiều sàn ủng hộ sử dụng đó hay là có trên nhiều nền tảng DAX thì bạn nhìn thấy được là cái thu nhập đó sẽ rất là kinh khủng luôn cái cách mà những công ty stablecoin như là Tether hay là Circle đó mà họ kiếm được lợi nhuận đó chính là người ta đưa tiền cho họ để họ có thể phát hành stable coin giống như là các bạn là một sàn giao dịch đi thì bây giờ có nhu cầu giao dịch ở trên sàn thì các bạn sẽ cần phải có stable coin thì các bạn sẽ đưa một số tiền cho công ty Tether hay là công ty Circle họ phát hành cái số stable coin đó rồi cái số tiền mà họ giữ đó thì đương nhiên không phải là họ giữ trong két sắt các bạn họ sẽ lấy cái số tiền đó rồi họ sẽ đi mua những tài sản và thường đó họ sẽ đi mua những tài sản như là chúng ta nói tới là công trái phiếu Hoa Kỳ bạn có cứ nghĩ đi bao nhiêu chục tỷ đó họ đi mua công trái phiếu Hoa Kỳ có lợi là 5% thì cái tiền lời đó là họ bỏ túi các bạn cho họ đâu có chia sẻ với lại cái người mà đưa tiền cho họ để mà lấy stablecoin đâu. Các bạn à, cũng thấy được là cái lợi nhuận của họ đó rất là kinh khủng khi mà họ có một cái stablecoin có vốn hóa lớn cho nên à, chúng ta mới thấy được là nhiều công ty họ luôn muốn phát hành stablecoin là như vậy nhưng mà không phải stablecoin nào người ta cũng tin tưởng, không phải stablecoin nào người ta cũng à, sử dụng trên sàn giao dịch đâu các bạn. Và tài sản Tether đó thì một phần là họ lưu trữ tiền mặt, một phần là họ dùng để mà đầu tư và cái phần mà họ đầu tư nhiều nhất đó chính là công trái phiếu Hoa Kỳ các bạn. Và hiện bây giờ đó họ lưu trữ cái số lượng là 97.6 tỷ đô la công trái phiếu Hoa Kỳ cái mức kỷ lục luôn để các bạn hiểu nó nhiều như thế nào khi mà chúng ta nói tới những cái đơn vị mà lưu trữ công trái phiếu hoa kỳ đó các bạn đã nhớ cái bài này được chia sẻ bởi Condes vào tháng 6 của năm nay thì chúng ta nhìn thấy được là những công ty stable coins. trong đó đương nhiên phần lớn đó chính là công ty tether và công ty circle đó là hai stable lớn nhất thì uh, xếp hạng lưu trữ công trái phiếu hoa kỳ đó chỉ đứng sau saudi arabia thôi các bạn và còn lưu trữ nhiều hơn cả hàn quốc nhiều hơn cả nước đức nhiều hơn cả Bermuda. Cho các bạn thấy được là những công ty stablecoin này, họ lưu trữ rất là nhiều công trái phiếu của Hoa Kỳ. Và nếu tính riêng Tether đó thì uh, rất là khó nói các bạn nhưng mà nếu tính riêng Tether đó thì Tether là một đơn vị lưu trữ công trái phiếu đứng hạng thứ 20 trên thế giới Các bạn thấy được là công ty Tether tính riêng một công ty đó thôi đã sánh ngang hàng khi mà nói tới lưu trữ công trái phiếu Hoa Kỳ ngang hàng với những quốc gia luôn chứ còn nói tới tất cả những stablecoin đó thì xếp hạng thứ 19 ở trên thế giới hiện bây giờ cho các bạn thấy được là cái vai trò của những cái stablecoin ngày càng quan trọng đó là lý do tại sao mà nếu như nói tới là Hoa Kỳ đã sẽ triệt để những stablecoin thì tôi nghĩ là khả năng đó không có cao đâu các bạn stablecoin ngày lại càng là một cái phần quan trọng của chính phủ hoa kỳ họ ngày càng là một trong những đơn vị mà lưu trữ nhiều trái phiếu hoa kỳ và nếu như mà hoa kỳ đó muốn tiếp tục bán nhiều trái phiếu bán nhiều giấy nợ đó thì họ sẽ phải muốn thị trường này ngày càng lớn mạnh thị trường này ngày càng lớn mạnh thì những cái stable coin sẽ ngày càng nhiều hơn và họ sẽ mua được nhiều công trái phiếu hơn thị trường này mà gặp vấn đề gì ra thì họ cũng sẽ bán cái số lượng công trái phiếu đó các bạn cho nên cũng không tốt cho hoa kỳ đâu các bạn thấy được là càng ngày đó thì hoa kỳ đã càng dính liền với thị trường crypto này rồi cho nên những ai mà nói thị trường crypto này đã sẽ bị cấm bởi hoa kỳ gì đó là họ thật sự là không hiểu hết cách hoạt động bên trong nữa các bạn đây là điều mà tôi cũng đã từng chia sẻ trước đây với các bạn rồi thế mà đó đó thì chúng ta thì là công ty thay họ cũng đã công bố là họ lưu trữ hiện bây giờ đó là 4 tỷ 7 đô la bằng bitcoin và cái phần này đó họ cũng đã nói rõ không phải là cái phần Bitcoin mà dùng để đảm bảo cái số lượng Tether Đây là cái tiền lời của họ, họ dùng cái đó để mua Bitcoin các bạn Và họ cũng nói là họ lưu trữ khoảng chừng là 3 tỷ 8 đô la vàng Tether là một công ty đó mà chúng ta nhìn thấy được là họ có rất là nhiều tiền hiện bây giờ Ít ra trong bản kiểm toán là như vậy, chúng ta nhìn thấy được là cộng hết tất cả tài sản của họ và tiền mặt đó Thì công ty Tether có khoảng chừng là 118 tỷ đô la 118 tỷ đô la này đã dùng để mà đảm bảo cái số lượng Tether trên thị trường là 114 tỷ đô la Đó là cái kết quả kiểm toán mới nhất hiện bây giờ Điều mà các bạn nên biết đó là công ty thay trước đây thì họ sử dụng những cái công ty kiểm toán mà ít ai biết Cho nên nhiều người không tin tưởng Sau đó, đó thì họ cuối cùng cũng đã kiếm được một công ty kiểm toán Có tên tuổi các bạn đó chính là BDO Thì dựa theo nhiều bảng xếp hạng BDO đó là cái công ty kiểm toán lớn thứ năm toàn cầu Chúng ta có Deloitte, PwC, Ernst Young, KPMG công ty mà thường làm trước đây Và BDO xếp hạng thứ năm trong tất cả những công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu thì khi mà chúng ta thấy báo cáo từ BDO đó thì nó cũng có cái độ tin tưởng cao hơn nhưng một điều mà các bạn nên hiểu đó là hiện bây giờ chúng ta vẫn thật sự chưa có một cái cơ chế kiểm toán cho thị trường crypto này, nó không có giống như là những công ty bình thường các bạn cho nên cái cơ chế kiểm toán đó thì cái tiêu chuẩn nó vẫn chưa có có, nhưng mà chúng ta thấy được là ít ra đó thì BDO ở cái thời điểm này, khi mà chúng ta nhìn vào cái lúc mà họ ký cái tờ giấy này đó là vào ngày 31 tháng 3 thì cái bản kiểm toán này để chúng ta chỉ có thể hiểu như thế này. Họ vào ngày 31 tháng 7 đã nhìn thấy được những tài sản này của Tether. Vào ngày hôm đó, trước đó đó những tài sản này có đó hay không đó thì họ không nói đến và sau khi mà họ đã ấn định cái số lượng tài sản này rồi, cái số lượng tài sản này có bị di chuyển nơi khác hay không thì họ cũng không có biết. Họ chỉ có thể nói là ngay ngày đó ngày 31 tháng 7 thì đây là cái số lượng tài sản mà họ nhìn thấy được chia sẻ bởi công ty Tether. Đó là cái kết quả kiểm toán hy vọng các bạn hiểu nó không phải là một cái kiểm toán giống như, như công ty bình thường mà họ có thể nói là là chắc chắn là tiền ở đó và tiền đã ở đó trước đó cái này nó chỉ là ngày hôm đó họ nhìn thấy số lượng tài sản này mà thôi và các bạn nhìn thấy được một công ty khác nữa đó cũng đứng ra để mà đảm bảo cho tether đó chính là công ty Cantor Fitzgerald họ nói là họ là công ty mà lưu trữ cái số tiền đảm bảo cho tether đó là hai đơn vị duy nhất bây giờ mà đứng ra để mà nói là Tether thực sự có cái số tiền để mà đảm bảo cho cái số lượng token mà họ đang phát hành thì bây giờ. Tại vì thật ra đó khi mà các bạn nhìn vào cái cách mà Tether in thì cũng rất là kinh khủng các bạn. Khi chúng ta nhìn vào market cap của Tether đó chúng ta nhìn một năm qua đi. Các bạn nhìn thấy được là Tether in liên tục trong vòng một năm qua. Một năm trước đó thì vốn hóa của Tether các bạn nhìn thấy được chỉ có 83.8 tỷ mà thôi. 83.8 tỷ mà cho tới bây giờ đó đã lên tới là 114 tỷ các bạn có thể nói là trong nhục năm đó họ in cực kỳ nhiều thì đương nhiên cũng làm cho nhiều người bắt đầu là có cái sự lo lắng nhưng mà ít ra đây là cái kết quả kiểm toán mà chúng ta có thể thấy được và Tether ngày lại càng trở thành một cái cá vồi cực lớn các bạn lưu trữ BTC các bạn thấy được là có rất nhiều những cái đơn vị họ lưu trữ số lượng BTC về cái đơn vị này đó hầu như họ không có ý định bán cho nên đó, cho dù các bạn có thể được là giá cả lên xuống hàng ngày thế nào hay là tháng này tháng nọ à, lên xuống 5% 10% nhưng mà sự thật là có một cái không thay đổi là càng ngày càng có nhiều đơn vị lưu trữ bitcoin dài hạn đó mới là cái điều mà các bạn nên hiểu đây càng ngày sẽ càng có ít bitcoin hơn có thể được lưu thông ở trên thị trường và khi mà chúng ta có cái nguồn cầu ào ạt đổ đến á chưa biết lúc đó khi nào các bạn có thể là khi Bitcoin phá 100.000 đô thì các bạn sẽ thấy được là cái sự tăng trưởng của Bitcoin nó có thể là không thể tưởng tượng nổi đâu khi mà thực sự có cái nguồn cầu ập tới mà không có nhiều nguồn cung có sẵn ở trên sàn tại vì cái số lượng nguồn cung đó đã được lưu trữ bởi những người mà lưu trữ dài hạn. Hôm nay đó chúng ta cũng có một cái dự luật chính thức được ra mắt bởi thượng nghị sĩ Cynthia Lummis thì đây là cái dự luật mà bà đã nói đến trong cái hội nghị Bitcoin Conference vào tuần vừa rồi. Đây là cái dự luật cho phép chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ Bitcoin và chúng ta nhìn thấy được là cái dự luật này đó thì có bốn điểm lớn được chia sẻ bởi thượng nghị sĩ Cynthia Lummis. Thứ nhất đó là dự luật này thiết lập một cái mạng lưới phi tập trung lưu trữ Bitcoin do bộ tài chính Hoa Kỳ điều hành với các yêu cầu pháp lý đảm bảo mức độ an ninh vật lý và an ninh mạng cao nhất cho lượng Bitcoin quốc gia. Có nghĩa là đây là một cái số lương coin mà hoa kỳ sẽ sử dụng nếu như mà luật này được thông qua và ai cũng có thể là kiểm tra cái địa chỉ ví để biết là ok Hoa Kỳ thực sự là có cái số lượng Bitcoin này không giống như vàng các bạn. Tới bây giờ đó biết bao nhiêu là thuyết âm mưu có thực sự là Hoa Kỳ lưu trữ nhiều vàng hay không. Các bạn có biết là vàng ở Hoa Kỳ lưu trữ ở Fort Knox thì ai biết trong đó có bao nhiêu các bạn. Và mấy chục năm nay đâu có ai mở ra để mà kiểm tra đâu. Và số lượng vàng trong đó, đó thật hay giả không ai biết. Nói chung đó là không có cách nào kiểm tra được Hoa Kỳ có bao nhiêu vàng. Hoa Kỳ nó bao nhiêu thờ bao nhiêu thôi các bạn Nhưng mà đối với Bitcoin đó thì khác Chỉ cần là có địa chỉ ví Thì sẽ kiểm tra được giống như là quốc gia Salvador Có bao nhiêu chúng ta đều biết Và Thứ nhì đó là triển khai chương trình mua 1 triệu đơn vị Bitcoin trong khoảng thời gian nhất định để đạt được tổng số là khoảng 5% nguồn cung BTC tương đương với quy mô dự trữ vàng mà Hoa Kỳ nắm giữ. Các bạn có thể thấy được là nếu như mà dự luật này được thông qua thì Hoa Kỳ lại sẽ là một cái đơn vị lưu trữ Bitcoin dài hạn. Tại vì các bạn đâu có bao giờ nghe Hoa Kỳ bán vàng khi nào đâu. Nếu như mà họ thu Bitcoin thì cái số lượng này coi như là cũng sẽ được dự trữ và dùng cái đó có thể là để đảm bảo trái phiếu hay gì đó các bạn. Và thứ ba là được tài trợ bằng cách đa dạng hóa các quỹ hiện có trong hệ thống dự trữ liên bang và bộ tài chính. Và cuối cùng là khẳng định quyền tự lưu trữ Bitcoin của các cá nhân và nhấn mạnh là chiến lược Bitcoin này đó không vi phạm quyền tự do tài chính cá nhân. Đây là những cái điểm nhấn mạnh của cái dự luật này của Cynthia Lumis. Đương nhiên dự luật này đó thì phải tốn một thời gian các bạn mới được nói đến rồi mới được bắt đầu bỏ phiếu. Và đương nhiên bà hy vọng là cựu tổng thống Donald Trump sẽ đắc cử. Và khi mà đến bàn của cựu thống thống Donald Trump lúc đó đã trở thành tổng thống rồi thì sẽ được ký đó là cái kỳ vọng của bạn hiện bây giờ cái hội nghị Bitcoin Conference mới đây đó thì uh, các bạn đã thấy là cựu tổng thống Donald Trump chỉ nói đến mức là sẽ lưu trữ cái số lượng Bitcoin hiện có chứ không không nói là sẽ mua thêm Bitcoin nhưng mà ông nhường cái phần đó cho thượng nghị sĩ Lumus có khả năng là tại vì nếu như là tổng thống đó thì lệnh hành pháp cũng có hạn chế mà thôi có thể là ra lệnh cái số lượng Bitcoin hiện có Hoa Kỳ là 200.000 Bitcoin gì đó sẽ được chuyển qua giao cho bộ tài chính lưu trữ thay vì bây giờ là bộ tư pháp lưu trữ thì chuyển qua bộ tài chính và lưu trữ cái số lượng bitcoin như là tài sản quốc gia thì có thể là lệnh thành pháp có thể là thực hiện được nhưng mà về việc là ra lệnh để mua thêm bitcoin nó thì có thể là lệnh thành pháp không thể thực hiện được mà nó cần phải có luật được thông qua ở quốc hội cho nên có thể đó là lý do tại sao mà ông không muốn nói tới điều đó mà nhường cái phần đó cho thượng nghị sĩ Cynthia Lumis và ngày hôm nay thượng nghị sĩ Lumis đã chính thức ra mắt cái dự luật này rồi các bạn và nói tới bitcoin spot ETF đi chúng ta cũng sẽ nói tới những cái đơn vị mà có khả năng lưu trữ dài hạn thì một trong những cái đơn vị đó nó sẽ là những người mà lưu trữ Bitcoin ETF. Có thể là các bạn cảm thấy được là thuận nói gì chứ hàng ngày đó đều có dòng tiền vào dòng tiền ra thì tại sao những quỹ Bitcoin Spot ETF đó là những cái đơn vị lưu trữ lâu dài được? Tại vì các bạn có thể nhìn thấy được là cái dòng tiền vào đó thì nhiều hơn dòng tiền ra rất là nhiều. Có nghĩa là trong cái số lượng nhà đầu tư này đó sẽ có những người đầu tư dài hạn là bao nhiêu đó thì trong vòng 1 2 năm nữa chúng ta thấy rõ ràng hơn nhưng mà trong vòng 6 tháng qua thì rất rõ ràng là dòng tiền vào nhiều hơn số lượng rời khỏi rất nhiều các bạn Cho nên chúng ta mới thấy được là vốn hóa của những cái quỹ này đã ngày càng nhiều hơn Nhất là quỹ của BlackRock Cho nên chúng ta thấy được là những quỹ ETF như là Bitcoin Spot ETF, Ether Spot ETF Là những công cụ mà sẽ mang đến thêm những nhà đầu tư dài hạn đến thị trường này Sẽ mang đến rất nhiều nhà đầu tư các bạn nhưng mà không phải ai cũng sẽ ở lại Cũng giống như thị trường Spot mà thôi mỗi một lần mà chúng ta có sự tăng trưởng đó thì nhiều người ào ạt đổ đến rồi khi mà bắt đầu giá giảm đó, thì mọi người lại rời đi và chỉ còn một phần ở lại mà thôi nhưng mà cái phần đó đó là cái phần mà sẽ ở lại lâu dài và đợt kế tiếp là có nhiều người đến rồi một số người rời đi các bạn thấy được là qua wow, mỗi một lần như vậy chúng ta lại sẽ càng ngày càng có nhiều những nhà đầu tư dài hạn vào thị trường này và bitcoin spot etf cũng tương tự như vậy và hôm nay đó thì chúng ta thấy được là cái quỹ Trayscale Mini Bitcoin ETF cuối cùng cũng đã được duyệt bởi SEC và đã bắt đầu giao dịch ngày hôm nay rồi các bạn. Thì các bạn đã nhớ đó là Trayscale cũng có cái quỹ gọi là Trayscale Mini Ether nó khác với cái quỹ Trayscale Ethereum để thương cho các bạn xem. Đây là cái thống kê dòng tiền của Ethereum thì các bạn nhận thấy là Trayscale đó có hai quỹ. Thứ nhất là cái quỹ Trayscale ETHG đây là cái quỹ Trayscale bình thường và cái quỹ Trayscale Mini có cái ký hiệu là ETH Ethereum. Thì cái cái quỹ Trayscale Mini sẽ có cái phí thấp hơn cái quỹ bình thường và Trayscale Mini Bitcoin cũng như vậy và 10% tài sản của GBDC sẽ chuyển qua cái quỹ mini này thì nó sẽ có hai hiệu ứng các bạn. Thứ nhất là giảm lực bán từ GBDC. Thứ hai là thu về một phần vốn hóa có thể là tiền rời khỏi GBTC nhưng mà nó sẽ vào cái quỹ Rescale Mini thay vì vào những quỹ khác đó là lý do tại sao mà Traderscale muốn ra mắt cái quỹ này các bạn có cái phí thấp hơn thì uh, ít ra ngày đầu tiên đó thì cũng đã có cái hiệu ứng rất là tốt khi mà chúng ta nhìn vào dòng tiền nè điểm refresh để bạn nhìn thấy dòng tiền hôm nay như thế nào hôm nay chúng ta cũng có một số mô đỏ xuất hiện các bạn tại vì uh, chúng ta nhìn thấy được hôm nay giá cũng không phải là tốt lắm nhưng mà chúng ta chờ đợi đó chính là BlackRock các bạn. BlackRock chỉ có một ngày dòng tiền âm mà thôi. Và thật ra đó gần đây BlackRock là cái đơn vị mà khiến cho chúng ta có dòng tiền dương. Chỉ là hôm qua chúng ta nhìn thấy được là vẫn là âm nhưng mà không đáng kể là 18.3 triệu. Nhưng mà BlackRock vẫn không làm chúng ta thất vọng thu vào 75 triệu Hôm nay bao nhiêu không biết các bạn Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta đang âm là 20 triệu Cũng không đáng kể đâu Trong khi những ngày dương nó thì rất là nhiều Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là chúng ta đã có một con số dương là 18 triệu Đó chính là gì các bạn? Đó chính là cái quỹ Trayscale Mini BTC Và không có dòng tiền rời khỏi từ Rayscale Bitcoin Contrast và khả năng đó thì cũng sẽ có tiền rời khỏi Rayscale Bitcoin Contrast vì cái phí rất là cao nhưng mà tôi nghĩ là cái số lượng rời khỏi ngày tại càng sẽ nhỏ hơn nhỏ hơn. Nói chung đó thì cái số lượng rời khỏi cũng không đáng kể đâu các bạn. Mỗi ngày trung bình là 20 30 triệu và chúng ta nhìn thấy được là bây giờ có thể là còn ít hơn nữa. Tại vì một phần của cái quỹ Rayscale đã chuyển qua cái quỹ Rayscale Mini Trust các bạn 10% và chúng ta sẽ cập nhật trên những mạng xã hội khi mà có thông tin đến từ BlackRock. Về Bitcoin Spot ETF thì hôm nay chúng ta cũng có Fidelity thì, thì họ đã ra mắt ở London các bạn nhưng mà ở Châu Âu đó thì không có ETF họ có cái quỹ tương tự như ETF gọi là ETP thì hôm nay Fidelity cũng đã ra mắt ở trên sàn chứng khoán London các bạn đây là cái quỹ mà đã được ra mắt trước đây ở trên sàn chứng khoán ở Đức và ở Thụy Sĩ bây giờ đó họ sẽ có mặt ở trên sàn London ngày càng có thêm nhiều người có thể tiếp cận được với lại cây quỹ Bitcoin spot ETF hay là Bitcoin ETP các bạn mà có Bitcoin thật sự còn về tim thì sao các bạn? Y tế Việt đó thì ngày hôm qua bác đã làm chúng ta bất ngờ với cái dòng tiền là 118 triệu các bạn Cuối cùng là thì cho dù là chúng ta có dòng tiền rời khỏi Rayscale lên tới 120 triệu Chúng ta vẫn có một ngày có dòng tiền dương cho Ether Spot ETF Cho đến bây giờ đó thì chúng ta vẫn chưa thấy có một ngày mà cả hai đều có dòng tiền dương Thì uh, hy vọng là sẽ sớm các bạn Thì vì chúng ta nhìn thấy được là cái lực bán đến từ Rayscale cho Ethereum thì cũng đã giảm xuống rồi Chúng ta bắt đầu từ 400 triệu một ngày rồi xuống 300 triệu rồi tới 200 triệu Và rõ ràng hai ngày qua chúng ta chỉ mức là 100 triệu mà thôi Và từ từ đó cũng sẽ giống như là coi Spot ETF cái lực bán từ Grayscale sẽ giảm xuống còn mấy chục triệu rồi nhiều khi còn có 10 triệu hay gì mà thôi các bạn và chúng ta sẽ sớm có dòng tiền dương cho Ether Spot ETF hiện bây giờ đó thì các bạn thấy được là vẫn chưa có những cái chỉ số đến từ BlackRock vân vân chúng ta đang âm là 105 triệu nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cái số lượng âm này ngày lại càng giảm xuống tại vì lực bán đến từ Grayscale ngày càng giảm xuống mà cái lực mua đó thì vẫn tiếp tục xanh một điều mà thường cảm thấy hơi khó hiểu các bạn, khi mà chúng ta nhìn vào cái dòng tiền âm giống như chúng ta nói tới trong dòng 3 ngày qua, Fidel đều có dòng tiền âm, rồi khỏi Bitcoin chúng ta nhìn thấy được Bitwise cũng có dòng tiền âm, rồi Orkinvest cũng có dòng tiền âm cho Bitcoin Smart ETF, nhưng mà ngược lại đây chúng ta nhìn thấy được là những cái quỹ này lại có dòng tiền dương ở bên Ether Spot ETF rất là khó hiểu phải không các bạn ngay cả Black đó cũng vậy những ngày mà chúng ta thấy được là Black nó có dòng tiền dương nhưng mà không nhiều ở bên Bitcoin Spot ETF đó, giống như là ngày hôm qua thì lại có dòng tiền dương rất là mạnh đi vào Ether Spot ETF nó không có giống như là những nhà đầu tư ETF họ lo sợ Bitcoin xuống giá cho nên họ bán không giống như gì các bạn mà nó giống như là những nhà đầu tư ETF đó họ phân bổ vốn trở lại vào trong Ethereum. Tại vì nếu như mà họ lo lắng về thị trường crypto này, họ cảm thấy giá Bitcoin giảm đó thì không có lý do gì mà họ lại đi thu mua Ether Spot ETF. Cho nên Lý giải duy nhất là những cái nhà đầu tư forward có thể họ được tư vấn Bởi những công ty hay là gì đó à, Họ đã quyết định là bán Bớt một phần Bitcoin spot ETF Nhất là những quỹ này các bạn Rồi đa dạng hóa vào Ethereum để có Một cái sự đa dạng hóa trong thị trường này Ít ra đó, nếu đó là sự thật thì cho các bạn thấy được là không phải là dấu hiệu họ lo sợ giá xuống mà họ bán Bitcoin ETF mà ngược lại họ có lòng tin về thị trường này cho nên họ muốn đa dạng hóa để có cái cơ hội lợi nhuận cao hơn cho nên chúng ta mới có dòng tiền dương vào Ether Spot ETF trong khi mà các bạn nhìn thấy được là Ethereum đã từ khi mà có ETF tới bây giờ thì cũng đâu có gì nổi bật rồi các bạn thậm chí còn giảm một chút nữa cho nên chúng ta cũng thấy được là không phải tại vì Ether tăng mạnh mà họ có dòng tiền dương đâu đó là một dấu hiệu rất là tốt đối với Thuận Và để Thuận trả lời một câu hỏi mà nhiều bạn hay hỏi đó là Tại sao mà quỹ Rayscale họ cứ bán và bán Họ có Bitcoin và Ether từ đâu Thì để các bạn hiểu hơn đó Rayscale là công ty tiên phong trong lĩnh vực tài chính truyền thống trong thị trường này Họ đã thành lập quỹ Rayscale Bitcoin Trust vào năm 2013 các bạn Và họ đã thành lập cái quỹ Rayscale Ethereum Trust vào năm 2017 Có thể nói là họ đã tiên phong trong thị trường này đó, sớm hơn rất nhiều người sớm hơn cả thuận nữa các bạn và họ tham gia thị trường này với mục đích là cho phép những nhà đầu tư phố Wall tiếp cận với là Bitcoin và Ethereum nhưng mà qua nhiều năm đó thì cái quỹ này đã có một cái số lượng Bitcoin và Ethereum khổng lồ ban đầu đó thì cái quỹ Trayscale là một cái loại quỹ trust chỉ giao dịch cổ phần mà thôi cũng chính vì lý do là tại vì SEC không duyệt Bitcoin ETF 10 năm liên tục cho nên khi mình thành lập đó họ chỉ có thể là thành lập cái loại quỹ trust cho giao dịch cổ phần mà thôi Khi mình nạp tiền vào đó các bạn có thể nạp tiền hay là các bạn có thể nạp Bitcoin vào Thì các bạn có thể đổi tiền hay là Bitcoin thành cổ phần Nếu như các bạn nạp tiền đó thì họ sẽ lấy cái tiền đó đi mua Bitcoin Và cái số Bitcoin nó sẽ được lưu trữ ở trong ngân khố của công ty Rayscale để mà làm đảm bảo Và các bạn nhận được cổ phần đó Nhưng mà cổ phần đó, đó giao dịch ở trên sàn như là tất cả cổ phần mà thôi các bạn cái lên giá xuống giá của phần đó là dựa theo cung và cầu chứ không phải là neo theo giá của BTC và cái số cổ phần đó đó các bạn chỉ có thể là một là mua hai là bán chứ không thể trả lời công ty để mà rút tiền hay là rút bịch không ra được có nghĩa là bạn chỉ có thể bán cổ phần của mình cho người khác khi mà bạn không muốn sở hữu nữa mà thôi và tùy theo thời điểm đó có lúc giá cổ phần cao hơn giá của BTC và có lúc dưới giá của BTC các bạn như là từ năm 2021 tới năm 2028 đó, để các bạn có thể rõ ràng hơn là trong vòng 3 năm qua đó thì cái mức giá cổ phần nó thấp hơn cả giá Bitcoin các bạn Tại vì sao? Tại vì đây là một cái loại cổ phần mà tính thanh khoản không có cao Người ta sợ người ta lưu trữ cổ phần này Rồi bây giờ họ muốn thoát ra thì phải bán cho một ai đó chứ không thể trả lại cho công ty được Cho nên chúng ta mới có cái hiện tượng là cái giá cổ phần nó còn thấp hơn cả giá của Bitcoin Khi mà có BTC ETF rồi thì đó lại là một cái quỹ khác nữa các bạn Giá cổ phần của ETF đó, nó không phải là do cung mà cậu quyết định Có nghĩa là hàng ngày có lực mua và bán ở trên sàn cho những cái quỹ ETF này đó Thì nó cũng không thay đổi cái cổ phần của ETF mà cái khiến cho giá cả thay đổi đó chính là giá của BTC trên sàn Spot. Tại vì cổ phần này nó neo theo giá của BTC. Hiểu đơn giản hơn đó, khi các bạn bán cổ phần thì quỹ sẽ bán cái số lượng Bitcoin tương đương để mà trả tiền cho nhà đầu tư. Tính thanh khoản của ETF rất là cao tại vì tính thanh khoản của BTC rất là cao các bạn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Khi mà cái quỹ trust này trở thành ETF đó thì giá cổ phần sẽ tương ứng với giá BTC trên sàn Spot. Các bạn có thể nhìn thấy được là cái biểu đồ này đó, nhìn vào năm 2023 đó thì các bạn nhìn thấy được là cái lúc hồi tháng 1 của năm ngoái, lúc đó đó là tơi tả luôn các bạn, gần 50%, cái mức giá cổ phần đã giảm gần 50% so với lại cái mức BTC ở trên sàn giao dịch. Nhưng mà khi mà càng ngày càng đến gần cái thời điểm có Bitcoin Spot ETF đó, thì mọi thứ lạc quan hơn và khi mà có Bitcoin Spot ETF đó, thì các bạn thấy được cổ phần giao dịch ngang bằng với lại giá của Bitcoin và đây là cái cơ hội tốt để cho nhiều nhà đầu tư họ chốt lời các bạn và đây cũng là lý do tại sao mà khi mà có ether smart etf khi mà có bitcoin smart etf thì lại có lực bán đến từ rayscale tại vì trước đó họ không bán được bây giờ ra thì giá đã trở về cái mức mà cần thiết để cho họ bán để mà chốt lời và họ đã mua từ nhiều năm rồi các bạn cho nên một phần là tại vì họ chốt lời một phần khác nữa tại vì cái phí nó quá cao các bạn có thể nhìn thấy được là cái phí của rayscale đó là 2.5% cho ether trong khi mà chúng ta nhìn thấy những quỹ khác chỉ có là 0.25% mà thôi như là black nó phải và Bitwise còn thấp hơn các bạn có nghĩa là cái phí của Rayscale thông thường đó thì tăng cao hơn 10 lần so với lại cái phí của những quý còn lại thì nghĩ sao mà họ không bán cho nên chúng ta sẽ luôn có lực bán đến từ Rayscale ban đầu nhưng mà họ bán tới mức màng đó đó thì họ cũng sẽ ngưng bán mà thôi các bạn tại vì những người muốn bán thì sẽ bán rồi những người mà không bán được tại vì họ có hợp đồng với lại Rayscale hay gì đó thì họ cũng sẽ giữ lại cho nên chúng ta mới thấy được lực bán nó sẽ giảm theo thời gian và đến một lúc nào đó nó sẽ không còn quan trọng nữa giống như chúng ta nói tới là Rayscale Bitcoin Trust. trong vòng mấy tháng qua lực bán từ Rayscale không đáng kể so với cái lực mua đến từ những quỹ khác chúng ta còn vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta kết thúc video này các bạn thấy được là cựu tổng thống Donald Trump đó đã ra mắt giày thể thao Bitcoin phiên bản giới hạn với cái mức giá là 499 đô nhưng mà các bạn nhìn thấy được là cho dù các bạn muốn mua đi nữa đó thì bây giờ đã bán hết rồi bán rất là nhanh luôn các bạn chỉ có 1.000 đôi mà thôi và bây giờ đã bán hết chúng ta cũng có thông tin đến từ Gary Cardone đây là anh em sinh đôi của Grant Cardone các bạn và đã quyên tặng 12.8 Bitcoin nghĩa là khoảng 852.000 đô la cho cựu tổng thống Donald Trump con số này đã nghe nó mắc cười tại sao lại là 12.8 Bitcoin thì các bạn đã nhớ đó là anh em xin đầu Winklevoss đã quyên góp một triệu đô la mỗi người cho cựu thống Donald Trump nhưng mà nó đã quá cái mức giới hạn cho phép cho nên đã được trả trở lại một phần. Đây có thể là lý do tại sao mà chúng ta có một con số lẻ như vậy. Chúng ta cũng có thông tin liên quan tới công ty Circle các bạn. Công ty Circle là công ty đứng sau lưng để mà phát hành USDC và hiện nó họ được định giá là khoảng từ 5 tới 5.25 tỷ đô la trên thị trường thứ cấp trước khi mà họ IPO nghĩa là bán chứng khoán lần đầu tiên thì bây giờ đó họ muốn một lần nữa IPO nhưng mà không biết lần này đó có thành công hay là không tại vì các bạn đã nhớ là năm 2022 đó họ cũng đã từng muốn IPO một lần rồi nhưng mà đã thất bại năm 2022 đó họ được định giá lên tới là 9 tỷ lần các bạn nhưng mà bây giờ đã giảm xuống chỉ còn có 5 tới 5.25 tỷ mà thôi như các bạn nhìn thấy trên màn hình công ty Circle họ đã nộp tài liệu để mà lên sàn chứng khoán với SEC và dự định sẽ chuyển trụ sở pháp lý từ Ireland thường cũng mới biết trụ sở họ ở Ireland các bạn nhưng mà họ sẽ chuyển từ Ireland sang Mỹ trong năm 2023 cái số lượng ví USDC có ít nhất là 10 đô la tăng lên 2,7 triệu và cái số lượng giao dịch đạt 595 triệu nếu như mà họ IPO cuối năm nay hay đầu năm sau mà lúc đó là lúc mà thị trường bùng nổ đó thì họ sẽ có cái định giá rất là cao chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới nước nga thì những nhà lập pháp nga đã thông qua một cái dự luật cho phép các doanh nghiệp sử dụng crypto trong thương mại quốc tế nhằm lách các lệnh trừng phạt kinh tế thì cái mà nên hiểu đây đó là ở nước nga chúng ta có hai đơn vị đối lập với nhau thứ nhất đó chính là bộ tài chính nước nga thì đây là cái đơn vị mà ủng hộ crypto các bạn tại vì họ thấy là bây giờ bị cấm vận thì phải sử dụng crypto thì mới có thể phát triển được nhưng mà crypto đó thì cái ngân hàng trung ương nước nga lại lo lắng là làm suy yếu đồng nga cho nên chúng ta thấy được là hai bộ phận này đó thì họ luôn đấu đá với nhau cho trong vòng mấy năm qua chúng ta mới thấy được là có lúc nước nga nói là cấm crypto có lúc họ nói là họ ủng um hộ crypto tới lui tới lui như vậy nhưng mà tới bây giờ đó thì rất rõ ràng là họ hướng về ủng hộ crypto hơn và cái luật này đã dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 9 và thống đốc ngân hàng trung ương nga là một trong những người mà ủng hộ luật mới này đây là dấu hiệu cho thấy được là bây giờ bộ tài chính và ngân hàng trung ương của nước nga đã đồng lòng ủng hộ crypto rồi các bạn. Ngân hàng trung mương của nước Nga cho biết là việc chậm trễ trong thanh toán đã trở thành một thách thức lớn đối với nền kinh tế Nga, dẫn đến việc nhập khẩu của Nga giảm 8% trong quý 2 năm 2024 do phần lớn các khoản thanh toán vẫn được thực hiện bằng đồng đô la hoặc là euro và thông qua hệ thống SWIFT của quốc tế. Và hiện bây giờ họ đã bị cấm vận cho nên không sử dụng được các bạn cái mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó là thu biết ở trên những mạng xã hội đó thường hay có những người họ hô hào họ nói là à, không cần sử dụng đồng đô la bây giờ những cái nhóm quốc gia này họ có thể là thông thương lẫn nhau và họ loại bỏ đồng đô la cái đó là về mặt lý thuyết rồi các bạn cái này nó không liên quan đến chính trị hết á thường chỉ muốn giải thích thì các bạn hiểu rõ hơn cái sự thật như thế nào mà thôi khi mà chúng ta nói tới một quốc gia bị trừng phạt kinh tế đó thì đó là một cái vấn đề rất là lớn tại vì khi chúng ta nói tới quốc gia bị trừng phạt kinh tế có nghĩa là những cái công ty trong quốc gia đó đó họ không sử dụng được những hệ thống như là Swift, họ cũng không tiếp cận được dễ dàng với đồng đô la hay là euro các bạn. Thì khi mà chúng ta nói tới là ok bây giờ giả sử như là nước Nga họ có thể giao dịch với là Trung Quốc đi thì họ có thể xuất khẩu nhập khẩu lẫn nhau thì đâu có ai cấm đâu các bạn nhưng mà họ sẽ dựa vào tài sản gì các bạn thấy được là chúng ta nói tới là hai quốc gia thì nước Nga có thể là họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng đồng như nhân tệ các bạn và ngược lại những cái thương gia ở Trung Quốc họ cũng không muốn lưu trữ nhiều đồng của nước Nga. Tại vì sao các bạn? Tại vì khi chúng ta nói tới giao dịch thì chúng ta cần phải có một cái loại tiền tệ mà có thể dễ dàng lưu thông. Khi chúng ta có một cái công ty đó thì các bạn thấy được là họ có thể xuất khẩu một quốc gia khác nhưng mà nhập hàng từ một quốc gia khác cho nên họ cần một cái loại tiền mà họ có thể là di chuyển qua lại với nhau. Khi mà hai quốc gia mà giao dịch với nhau mà họ chỉ sử dụng hai cái tiền của hai quốc gia đó đó thì các bạn thấy được là hai công ty đó họ sẽ dự trữ cái số tiền đó và họ chỉ có thể giao dịch với lại những cái công ty trong quốc gia đó mà thôi thì các bạn có thể thấy được là sẽ bị hạn chế rất là nhiều và cái số tiền đó họ không thể dùng để mà giao dịch quốc tế được cho nên chúng ta mới thấy được là cần phải có một cái tài sản chung nào đó và thường đó là đồng đô la hay đồng euro các bạn có thể nghĩ là ok có thể là dùng vàng được thì ở các quốc gia, có thể các bạn có thể là chính phủ Nga giao dịch với chính phủ ở Trung Quốc Có thể là họ di chuyển vàng lẫn nhau được Nhưng mà các bạn là một thương gia, các bạn là một công ty à, sản xuất đồ ăn đi ở nước Nga Thì à, các bạn thấy được là không lẽ các bạn kêu cái công ty đối tác bên Trung Quốc đó Gửi vàng qua cho các bạn, rồi các bạn kiểm tra vàng Xong rồi các bạn mới gửi hàng cho họ Nó rất là phiền phức và nó không có thực tế các bạn Cho nên tới cuối cùng vẫn phải có một cái đồng tiền chung, một hệ thống chung nào đó Và crypto có thể là một giải pháp đó các bạn. Cho nên khi mà chúng ta nghe nói tới là đồng đô la sẽ bị bỏ rơi hay gì đó không có ai sử dụng sau này nữa để mà giao dịch quốc tế thì những cái quan điểm đó nó thường nó, nó có cái xu hướng nặng chính trị hơn là nặng về kinh tế. Khi các bạn hiểu rõ hơn về kinh tế, hiểu rõ hơn về vận hành của giao dịch quốc tế đây các bạn mới thực sự thấy được là nó không có dễ như vậy. Đương nhiên cái gì đó cũng sẽ có một cái khoảng đời mà thôi các bạn đồng đô la cũng sẽ như vậy nhưng mà nó không có nhanh như các bạn nghĩ đâu. Và cái này đó nó cũng rất là tốt cho crypto các bạn có nghĩa là những quốc gia nếu như mà họ thật sự giao dịch bằng crypto thì họ phải lưu trữ crypto trong ngân khối của quốc gia cũng giống như họ lưu trữ vàng và hôm nay đó thì El Salvador cũng đã nói là nên sử dụng crypto khi mà giao dịch nếu như mà không muốn sử dụng đồng đô la nhất là những cái quốc gia trong cái nhóm BRICS và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một lần nữa lại có một người thách thức để mà đấu tay đôi với lại Elon Musk các bạn đó chính là Nicolas Maduro của Venezuela bây giờ muốn thách thức để mà đấu tay đôi với lại Elon Musk thì bây giờ đó là có một cái cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela thì không có theo dõi các bạn nhưng mà nghe nói là uh, có cái sự gian lận gì đó xảy ra và Nicolas Maduro muốn tiếp tục là cái người uh, nắm quyền ở Venezuela đây là quốc gia mà đang gặp siêu lạm phát nói chúng ta nói tới rất là nhiều rồi các bạn một cái ví dụ rất điển hình nhân đây liên quan đến siêu lạm phát thông tin thì Elmas uh, nói là chấp nhận đấu tay đôi với lại Maduro Elon Musk cũng đã từng chấp nhận đối tới đôi với lại Mark Zuckerberg Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có nghe nói tới nữa các bạn Chứ đừng nghĩ là Elon Musk chỉ troll mà thôi Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Mạnh Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn đã nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.